sau. Hello mọi người, bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối rồi và Quốc Chiến đang có mặt tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đang có mặt trước cái cửa hàng của Hoàng Mập đó các bạn. Thì mẹ con Hoàng Mập vừa ở ngoài quê vào và bắt đầu tiếp tục cái công việc mưu sinh. Thì hôm nay Quốc Chiến ghé thăm hai mẹ con để xem cái chuyến về quê như thế nào, để mà chia sẻ với mọi người. Cái thứ hai nữa là Quốc Chiến cũng muốn gửi cho hai mẹ con một cái khoản tiền là bao gồm 3 triệu của một chị ở Đài Loan đã gửi rất là lâu rồi, và 5 triệu của chị Tina Vũ ở Mỹ để mà mua cái xe mà vật lý trị liệu của Hoàng Mập. Thì bây giờ bé cũng đã giảm cân được rất là nhiều, thì cần sử dụng tới xe trong thời gian tới. Thì chia sẻ chào cho hai mẹ con ha. Nay mới quê lên mang quá trời mắm luôn nè. Dạ. Mắm quê luôn hả? Dạ, ở quê luôn ha. À rồi, ủa mang nhiều vậy rồi lên có bị tính phí không? Dạ không, em đem thì không có bị tính tiền xe. Có chứ, quên có. Dạ. Tại nhiều quá là mình phải tính tiền. À, mang ít là xách tay thì không sao phải không? Dạ. Quá trời đồ luôn, dưới quê này quá trời đồ luôn. Hoàng Mập về quê chơi vui không? Ừ. Hả? Sao không vui? Ý vui quá trời luôn mà, đi xe bò vui quá trời luôn mà. Giờ kêu không vui rồi, giờ cho về nữa có về không? Rồi giờ về quê thì sao? Vui. Kể cho mọi người coi. Gặp ba vui mừng. Mà đi vô thì buồn. Đi vô buồn đúng không? Dạ. Về thì vui, đi vô thì buồn rồi, đúng rồi. Nhưng mà thôi, coi như là cái động lực của mình để mà làm kiếm tiền ha. Có nhiều tiền thì về quê được nhiều hơn, thăm ba. Thấy ngày hôm qua nay cái Hoàng nó cứ khóc hoài, tội nghiệp. Khóc, mỗi lần khóc là điện cho ngoại. Nhớ ngoại hả? Nhớ ngoại, khóc. Mà tự nhiên đang ngồi chơi vậy đó là miếu à. Cảm nhớ ngoại mà nãy hỏi về quê vui không? Không vui. Xạo ha. Xạo ha. Này nó cũng lém lắm nha, nó biết chọc người lắm á. Đúng không? Liếc sao, liếc coi. Liếc chút chiến coi. Liếc cái này ăn. Liếc sao, liếc đàng hoàng lại. Liếc sao, liếc đàng hoàng lại. Liếc là mẹ cho ăn. Liếc sao, liếc đi, liếc lại đi. Rồi liếc đi, liếc chút chiến nghe này mẹ cho. Liếc dữ ha. Rồi về quê rồi ông ngoại ăn mập khỏe không? Khỏe ha. Bữa cân Hoàng Mập được nhiêu ký? 54 ký. 4 ký ha. Là giảm trong 3 tháng là giảm 11 ký ha. Vậy cũng hay quá. Là có hiệu quả luôn á. Ăn kiêng vậy có hiệu quả. Thì bữa cũng rất là nhiều người hỏi là cách ăn kiêng của Hoàng Mập. Thì Quốc Chiến cũng đã hỏi chị Phụng chia sẻ mọi người lần rồi. Thì cũng hôm nay là cái video chị Phụng cũng chia sẻ mọi người đi. Cho Hoàng Mập ăn sao để nhiều người ta tin tưởng, người ta biết, người ta có thể là áp dụng. Dạ là sáng thì em cho uống loại cacao. Cacao mà em trong đó. Sữa cacao đúng không? Kiểu vậy. Cái dạng sữa nhưng mà nó giúp cho mình cái buổi sáng mình không có bị đói thôi. Rồi khoảng chừng 9-10 giờ cho ăn trái cây. Rồi khoảng chừng 11 giờ là ăn cơm. Mà ăn cơm là chỉ ăn đồ luộc thôi. Ăn ức gà nè, tôm, mực luộc hoặc là cá luộc, rồi không được ăn đồ chiên xào nhiều. Rồi tới khoảng chừng 3 giờ mình cho ăn trái cây, khoảng chừng 6 giờ mình ăn cơm buổi chiều là ngưng luôn. Ví dụ có tối, ví dụ bé có đói nữa thì em sẽ cho ăn thêm 7-8 giờ như vậy, em cho ăn thêm trái cây là xong rồi đó. Ở đây thì các bạn cũng thấy là hạn chế ăn chất béo ha. Dạ. Hết sức có thể, và sau đó là ăn nhiều rau và trái cây, tại vì nó chỉ có chứa vitamin và chất xơ thôi, nó sẽ không có làm cho mình tăng cân ha. Mà trước khi cơm chỉ dùng chút xíu cơm thôi. Chút xíu cơm là chắc có được cơm nhiều. Không có ăn tinh bột và không có ăn chất béo, đó là cái bí quyết để mà giảm cân thôi. Và Hoàng Mập cũng đã giảm được rất nhiều, nhưng mà chắc về quê chắc cũng đi lên chút, tại vì chắc về quê 1-2 kg rồi đó. Về quê chắc ăn nhiều. Mọi người ngoại hay là mấy cái gì thương á, xin ảnh xin cũng phải cho ăn đã rồi đó. Đi về chơi bò hả? Nhớ ngoài hả? Bên mốt mày cho miếu nữa rồi đó. Xạo ghê luôn không? Nãy hỏi cho thương ngoại không kia không thương mà. Này em cũng biết chọc người lắm á.
Thì nếu mà cái tiến độ vậy thì chắc tầm khoảng 3 tháng nữa là có thể là giảm được cái cân đúng mong muốn rồi. Tầm khoảng dưới khoảng 40kg đổ xuống là bắt đầu có thể là thực hiện được ha. Thì theo cái lịch trình nếu mà giảm cân cho Hoàng Mập được thì chị Phụng với lại Hoàng sẽ lên Tây Ninh ha, để mà gặp thầy. Lên Tây Ninh á, đưa ông đi chùa cạo đầu luôn. Cạo đầu chưa? Cạo đầu nha, cạo chọc lóc luôn nha. Chưa không? Chưa không? Trả lời không. Không chịu hả? Không có đẹp trai ha, cạo đầu không có đẹp trai ha. Đấy các bạn, thì hôm nay của Chiến ghé thăm Hoàng Mập luôn. Cũng và để mà chia sẻ với Phụng là bây giờ chắc là cũng sắp tới cái thời điểm mà để mua xe bé, mua xe tập vật lý ha. Thì chưa, nhưng mà thì của Chiến cũng đưa cho chị Phụng số tiền mọi người giúp để mua cái xe đó nha. Là có một chị ở Đài Loan gửi 3 triệu là rất là lâu rồi, vào cái thời điểm mua xe trước là gửi rồi, nhưng mà chưa mua được xe. Bây giờ nó vẫn còn. Với chị Tina Vũ là ở Hoa Kỳ cũng cho thêm 5 triệu nữa. Tổng cộng là chúng ta có 8 triệu. Thì của Chiến nhớ không nhầm thì nó cũng xem cái giá tiền cái xe. Thì của Chiến sẽ gửi cho chị Phụng. Thì chị giữ số tiền này riêng ra để mua xe cho bé nha. Thì hôm nay của Chiến ghé thăm luôn, sẵn tiện mình cũng gửi cho chị luôn. Các cẩn thận ha, để riêng sau này mua xe cho con. Dạ, em cảm ơn chị Tina Vũ. Và chị ở Đài Loan. Và chị ở Đài Loan đã gửi tiền cho bé Hoàng để mua xe. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Thì cố gắng trong cái thời gian tới mình tích cực á, mình cho bé ăn kiên quyết vào để mà giảm cân nhiều nữa ha. Phải giảm nhiều nữa cơ, đây chắc phải giảm 20kg nữa thì mới đúng chuẩn. Thì thường thấy sao, thấy ăn nước mắm, chai nước mắm hả? Đúng rồi, bữa em ăn cái gì ta, bánh nước cái em cầm bữa nước mắm em chan vậy nè. Xong rồi cái ảnh mới nghe nhạc, cái mốt cái ảnh biết, ảnh tự nên ảnh ngồi ảnh chen luôn. Dạ. Yeah. Cái nghe nhạc sau cái ảnh cứ chạy nè, cứ chen, mắc cười lắm. Còn chan nước mắm sao? Chan sao hả? Nó cỡ rồi. Giỏi quá, biết chan nước mắm quá. Quê rồi, quê rồi. Thôi, để cái chỗ này, Dương lấy đồ ra. Dạ đây. Cái gì? Thôi nói con vậy hả? Dạ. Không nói con đúng không? Không phải nói con phải không? Rồi thôi. Cái nước mắm sao? Cái nước mắm sao? Giang sao? Nhảy coi. Nhảy coi, Hoàng nhảy coi. Nhảy đi, vỗ tay cho em bé nhảy. Nhảy, nhảy Hoàng ơi. Cái khăn, cái khăn lau mình của nó đó. Dạ. Mà hôm nay em để là để dành để riêng cho nó á, để mình lót vậy thôi, còn mình mua khăn mới. Rồi ăn nha. Bây giờ ăn tối á. Rồi. Như mình ăn hủ tiếu vậy á, mình đang ăn kiêng á. Là phải kêu giá gạo giá nhiều, ít hủ tiếu lại thôi. Nóng nha, nóng. Lâu quá mới được ăn hủ tiếu sao ăn ngầm dữ. Nóng lắm con. Thôi đây là mẹ thổi. Thổi nha, nóng lắm nghe chưa? Thổi xíu nha. Cái gì vậy? Tự nhiên cười à. Đó, đủ đó, đang ăn nha. Cười xong rồi bắt đầu. Mỗi lần người là đi bậy á. Thổi đi, mẹ chỉ con thổi sao. Thổi đi. Đúng không? Đúng hả? Hồi xưa là mình phải đút cho bé ăn hoàn toàn ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chắc khoảng 1 năm trở lại đây thì mới bắt đầu tự đút mà đúng không? Dạ. Đâu giờ không có đút luôn. Vậy ha. Dạ. Nhưng mà đút càng ngày càng chuẩn hơn không hay là vẫn vậy? Đút thì cầm cái ngày. Hay có rớt nhiều không? Hay là có đỡ rớt không? Dạ
Cũng vậy hả? Em tập hoài à, tập cho bàn tay cầm xong rồi tập hoài tao không được. Không có cầm được. Mà ý là ảnh cầm sao thì tự ảnh thôi, chứ anh không có cho mình chỉ hướng dẫn gì hết trơn á. Vậy hả? Như đó em dạy nói đi, em kêu nói đi mà không nói, mà tự mình phát ngôn ra thì được. Khi nào thích thì nói hả? Khi nào thích thì nói thôi, chứ mà dạy cỡ nào dạy cũng không bao giờ mà cho nói được hết trơn. Anh này con ăn một tí vô đi nhanh lên. Đó này nó đẹp không? Đây. Ở ngoài đó đẹp á hả? Rồi. Nhai nha, khỏi. Đây, cho mẹ tém lại mẹ đút. Mẹ tém lại mẹ đút cho lẹ với nó để đó. Rồi xong. Buồn không ạ? Vì mặt anh bắt đầu thất thành đấy á. Có vẻ buồn rồi. Miếng ăn tới miệng còn bị đỏ. Mầm. Để bút cái khác thôi con, để bút cái khác thôi con. Ngồi đó mẹ bút cái khác cho. Buồn rồi. Buồn lắm rồi, lâu lâu mới đi ăn hủ tiếu rồi đỏ tiêu. Mặt buồn hẳn luôn. Rồi sao? Có nước lại kìa. Không nữa, không lấy nữa. Đây là mẹ dẹp cái này nè, tình dơ quá. Mỗi lần cho Hoàng ăn xong cũng cực quá ha. Dọn tùm lum á. Bây giờ phải lót á, không lót là trời nó bươi ra hết trơn. Mà bữa nào mà không để ý á, mà mình quên, mình lo làm, mình không để ý á. Quay nhảy hết nhà luôn á. Vũ hết cái nhà luôn. Quýnh mẹ. Mày xấu ăn là ăn quấn á. Nữa. Nữa. Đổ nữa. Bị thường tắm sao? Bê vô hả? Nay bò vô. Từ bò vô. Chưa bê rồi té chẳng được trước nữa phải không? Lúc mà mình ẩm ra á, lúc ẩm ra nó trơn hả? Dạ, bây giờ vẫn còn nặng hơn bà Phụng phải không? Bà Phụng nay nhiêu ký? Em 46 à. 46 hả? À, hơn hẳn 10 ký. Chừng nào giảm cân bằng mẹ thì bắt đầu gọi là thành công bước đầu. Giờ mới giảm được một nửa thôi, đi được một nửa chặng đường giảm cân thôi. Làm cho Chiến nói con nghe vậy không bà? Nghe không? Tao nghe người ta ăn. Không nghe nữa. Nhai. Sao không biết sao, có khi nào không biết cái răng của nó đau không á, mà nó không nhai. Răng hả? Nhưng mà đâu có chịu đánh răng rồi đúng không? Có, sáng thì em đánh răng thôi. Lâu lâu mới không chịu đánh thôi, chứ mà lúc ngày là sáng em cũng đánh á. Có lúc trước coi không có chịu. Bị sâu răng không, có bị lủng răng không? Có bị lủng răng là đau á. Không, mà ảnh đau ảnh biết, đau thì biết, do chắc nó ăn với nó cái sao nó không chịu nhai. Nếu mà nó lủng bự là hay là gì phải đem đi nha khoa chám lại. Không, bác sĩ nào dán hết trơn á. Dạ hả? Tại vì em có đi rồi, bác sĩ nói là nó giống như nó bị như vậy á, nó đang như vậy á, không có ai dám nhổ á, nhổ sợ nó đụng tới hệ thần kinh đụng tới dây thần kinh của không nó. Không ai dám hả? Dạ, không ai dám. Còn chám lại không được hả? Nó quậy quá. Nó có thể chịu hả miệng đâu. Dạ. Nó không chịu hả miệng đâu. Mình đây mình đụng nó không phải cho. Phải chấp nhận rồi, vậy phải mua cái gì xúc miệng á. Cho anh xúc thường xuyên.
đánh đánh răng á nha là phải nuốt kem luôn á, chứ anh đâu có hả? Không có nhả hả? Không, không nhả. Đâu có nhả đâu nhả. Bởi vì em mua kem bé á cho nuốt luôn. Rồi xong. Rồi, để mẹ lấy khăn mẹ lau cho. Bữa nay còn siêng năng bò không chị Phụng? Vậy hả? Phải vận động thường xuyên thì mới giảm cân được. Đấy bạn, thì hôm nay Quý Chiến cũng tranh thủ qua để mà thăm hai mẹ con Hoàng Mập ha. Thì bây giờ Hoàng Mập lại tiếp tục cái hành trình giảm cân để mà còn tiếp tục chữa bệnh nữa. Thì cũng hy vọng rằng là mọi người ủng hộ cho hai mẹ con mua may bán đất ha. Thì chị Phụng cũng cố gắng đây nha. Thì bây giờ cũng trễ rồi, chắc là Quý Chiến cũng tranh thủ ra về. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nha.